Xin kính chào quý vị và các bạn. Hình thế gây mưa trên cao xuất hiện nhưng chỉ tập trung ở các tỉnh vùng núi. Vì vậy mà ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời vẫn oi bức với nhiệt độ lúc này phổ biến trong ngưỡng từ 29 đến 30 độ. Trong khi vùng núi nhờ những cơn mưa vào đêm qua mà nhiệt độ đều ở dưới mức 28 độ. Tuy nhiên, bầu không khí mát mẻ này sẽ không kéo dài lâu. Đến trưa chiều, trời oi nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 34 đến 36 độ. Riêng các tỉnh đồng bằng thì nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng. Với nhiệt độ trên 35 độ, nhiều nơi còn đạt mức là từ 37 cho đến 39 độ. Sau đó, từ chiều tối do ảnh hưởng của quá trình hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao, thì mưa dông khả năng xảy ra rải rác trên khu vực Bắc Bộ. Cục bộ tại vùng núi còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngoài ra, người dân cần chú ý sau một ngày nắng nóng thì mưa dông xuất hiện thường kèm theo tố lốc và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Hình thế gây mưa ở phía Bắc không tác động đến thời tiết ở miền Trung, thay vào đó là sự chi phối của vùng thấp nóng với hoạt động của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh. Do vậy mà nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì và sẽ còn kéo dài ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các khu vực này duy trì ngưỡng nhiệt cao từ 37 cho đến 40 độ, có nơi trên 40 độ ở phía tây khu vực. Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung Bộ thì mức độ nắng nóng bớt gay gắt hơn với nền nhiệt từ 34 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thì đợt nắng nóng lần này chưa có dấu hiệu chấm dứt tại miền Trung trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày tới. Cùng độ ẩm giảm thấp nên người dân sinh sống trên khu vực này cần hết sức lưu ý trong việc sử dụng tiết kiệm điện và nước, cũng như là đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Với các tỉnh ở phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ thì ban ngày oi nóng và không mưa với nền nhiệt độ biến đổi không nhiều và ở mức vừa phải so với cùng kỳ hàng năm. Nắng nóng 35 độ chỉ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Đến chiều tối thì những cơn mưa rào tiếp tục lặp lại rải rác trên hầu khắp khu vực và đem đến bầu không khí dịu mát hơn khi đêm về. Mặc dù cường độ của gió mùa Tây Nam không quá mạnh, tuy nhiên thì những cơn mưa rào và dông thường tiềm ẩn nguy cơ cao với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm, bao gồm lốc sét, gió giật mạnh, nên người dân phương Nam cũng cần hết sức đề phòng. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong những ngày tới tiếp tục có gió hướng Nam đến Tây Nam, phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn thông thoáng. Trong khi đó, khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là trong ngày hôm nay thì nắng nóng có phần giảm bớt về cường độ ở các tỉnh miền Bắc. Đến chiều tối thì mưa dông xuất hiện rải rác. Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Thưa quý vị, trong đêm nay tại khu vực Bắc Bộ chủ yếu có mưa ở vài nơi và ngày mai thì nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 36 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng tại Lai Châu và Điện Biên có mức nhiệt cao nhất trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Nhưng từ chiều tối ngày mai khi mà vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập trở lại thì những cơn mưa xu hướng gia tăng trên khu vực các tỉnh vùng núi và xảy ra trên diện rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Đi kèm với mưa dông là các nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm, đồng thời nắng nóng cũng thu hẹp dần. Tuy nhiên, các tỉnh đồng bằng và trung du ít mưa hơn nên tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng vẫn còn tiếp diễn. Do vậy mà du khách nên lưu ý bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể và hạn chế ở ngoài trời nắng quá lâu. Khu vực các tỉnh miền Trung, dự báo tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong suốt 3 ngày tới tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến tận Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 37 đến 40 độ, vùng núi có nơi trên 41 độ. Vì vậy mà khuyến cáo du khách hạn chế tối đa các kế hoạch tham quan ngoài trời trong thời gian này vì nếu để cơ thể tiếp xúc quá lâu với nhiệt độ cao có thể gây mất sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Riêng tại khu vực biển Quy Nhơn, Bình Định, nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Đây là mức nhiệt tương đối thuận lợi cho hoạt động du lịch biển đảo. Chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông ở vài nơi nên sẽ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Thưa quý vị, nằm ven bờ biển của bán đảo Phương Mai thuộc thành phố Quy Nhơn, làng chài Hải Minh nằm yên bình giữa bốn bề gió thổi, hoang sơ núi non trùng điệp, cùng với những con đường nhỏ quanh co và cả những nét đẹp của dấu tích xưa còn lưu giữ lại, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến ấn tượng với du khách trong chuyến hành trình đến với thành phố biển Quy Nhơn.
Ngoài việc tận hưởng cảnh quan tươi đẹp, thanh bình, du khách còn có thể men theo những con đường nhỏ hẹp, quanh co, ngoằn ngoèo để đến với tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong tư thế oai phong với trang phục áo giáp, mũ sắt. Bốn mặt của chân tượng đều trang trí phù điêu về cuộc đời, sự nghiệp hùng tráng của ông. Đây cũng là nơi mà du khách có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Quy Nhơn xinh đẹp, nằm tựa lưng vào núi, mặt quay ra biển hay là Cù Lao Xanh ẩn hiện xa xa giữa biển khơi. Ngoài Quy Nhơn, Bình Định thì khu vực các tỉnh thành ven biển còn lại của miền Trung cũng có thời tiết khá thuận lợi cho du lịch khi mà mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi về chiều tối, còn ban ngày trời có nắng trải đều, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 33 đến 36 độ. Diễn biến thời tiết ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên trong những ngày tới đây vẫn là ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động trong ngưỡng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đây là khoảng nhiệt độ dễ chịu cho các hoạt động du lịch ngoài trời của du khách. Nhưng đến chiều tối thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở khoảng 1/2 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Mưa dông xảy ra luôn tiềm ẩn các nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên du khách cần hết sức lưu ý đề phòng. Đến với Nam Bộ, trong đêm nay có mưa rào và dông ở vài nơi. Sang đến ngày 25 và ngày 26 tháng 6 thì những cơn mưa dông sẽ gia tăng hơn. Mưa xảy ra sớm vào buổi trưa ở các tỉnh miền Tây, sau đó dần về chiều và tối thì vùng mưa mở rộng và xảy ra trên 1/2 diện tích. Có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!